Lộ bằng chứng gian dối của thành viên ekip quản lý Bùi Tiến Dũng, thế mà cứ ra vẻ tình nghĩa, hết lòng vì bóng đá. Nhiều khán giả mong Bùi Tiến Dũng hãy tỉnh táo, tự mình quyết định sự nghiệp vững bền. Phục sáng thành ngôi sao được săn đón nhất làng thể thao lẫn showbiz, Bùi Tiến Dũng nhanh chóng vướng phải ồn ào liên quan đến một bản báo giá cát xê khủng. Lùm xùm này được cho là bắt nguồn từ một công ty truyền thông đang muốn khai thác hình ảnh của thủ môn 21 tuổi. Bên cạnh câu lạc bộ bóng đá chủ quản, Bùi Tiến Dũng và một số thành viên U23 còn được một công ty truyền thông khác định hướng. Một thành viên chính tên Hiếu của ekip này nhiều lần nhấn mạnh việc sẽ giúp đỡ Bùi Tiến Dũng hoàn toàn miễn phí. Sau khi trừ chi phí vận hành công ty, nếu còn dư, sẽ dành toàn bộ để đầu tư cho những hoạt động kinh doanh riêng cho các cầu thủ, thậm chí sẽ đứng lên kêu gọi cộng đồng ủng hộ đầu tư cho các em nó dưới mô hình quỹ an tâm, để ví dụ, sẽ mở những cửa hàng ăn hay chuỗi trung tâm thể thao đứng tên cổ phần các em, để các em tập trung đá bóng và yên tâm rằng, kể cả khi về hưu hay chẳng may chấn thương, thì các em và gia đình vẫn sẽ có một nguồn thu để sống. Những lời hứa hẹn ngọt ngào của Hiếu. Ngoài ra, Hiếu cũng phản đối việc dư luận nói anh và ekip là những người cơ hội, tận dụng sự nghiệp đang phức như diều gặp gió của Bùi Tiến Dũng. Hiếu cho hay, hai bên thực chất đã quen biết từ trước khi U23 đá giải này. Thế nhưng sau một hồi, lục qua trang cá nhân của Hiếu, dân mạng không khó tìm ra một số mâu thuẫn trong quan điểm trước đây của anh so với những tuyên bố trên. Cụ thể hồi đầu tháng 11/2017, Hiếu từng đăng tải một status cho biết mình hoàn toàn quay lưng với bóng đá Việt Nam. Anh dành nhiều lời lẽ vô cùng tiêu cực cho thể thao nước nhà, nhất là bóng đá nam. Như vậy bản thân từng là người không hề hứng thú mặn mà với bóng đá Việt Nam. Nhưng chỉ 3 tháng sau, tức là đến thời điểm hiện tại, anh lại sẵn sàng hy sinh bằng mọi giá vì Bùi Tiến Dũng, vì những người yêu bóng đá. Chưa hết, chỉ mới đây thôi, Hiếu còn kể một câu chuyện về việc được một ông bầu bóng đá mời kết hợp làm ăn. Đại khái, sau hàng chục cuộc gặp gỡ nói chuyện lan man dông dài, khi ông bầu nói một câu ngắn gọn xúc tích, làm cái này nhiều tiền lắm, Hiếu ngay lập tức chuyển thái độ. Chẳng chờ thêm một giây gật đầu cái rụp, Hiếu viết, thế là tôi ngồi xuống với anh, tay bắt mặt mừng quyết tâm làm bóng đá. Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây, lợi nhuận mới là thứ then chốt khiến Hiếu quan tâm khi làm bóng đá. Như thế, việc tuyên bố giúp đỡ Bùi Tiến Dũng hoàn toàn phi lợi nhuận như trên, cho đi chẳng cần nhận lại, đầy cao cả, liệu có thật sự tồn tại hay không? Về phía thủ môn của U23, Bùi Tiến Dũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ suýt xoa yên tâm, chắc mỏng mai kia, về hưu có lương rồi. Nhiều người cho rằng Bùi Tiến Dũng đang trở thành con cờ trong tay ekip, vô cùng ngây thơ và non nớt. Phản đối cách Hiếu và ekip đang lợi dụng Dũng, làm rẻ rúng hình ảnh của thủ môn tài năng. Hiếu liên tục giải thích đã quen biết với U23 trước giải vô địch bóng đá U23 châu Á. Chơi với cầu thủ thì được quyền khai thác hình ảnh người ta hả? Đây đúng là kiểu lợi dụng hình ảnh một cách bất chấp. Đạo đức giả cũng là cụm từ được nhắc đến nhiều nhất trong phần bình luận của cộng đồng mạng. Bị anti-fan vào tận Facebook xỉa xối, Hồ Ngọc Hà đáp trả quá đanh đá, Mr. Đàm ngay lập tức phải treo status bái phục. Lời phản pháo của Hồ Ngọc Hà dành cho anti-fan nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Mới đây Hà Hồ vừa khoe hình ảnh gợi ý cho dự án sắp tới của mình trên trang cá nhân. Ngay khi vừa đăng tải, bức ảnh nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Đặc biệt trong bức hình còn có sự xuất hiện của Kim Lý nên càng khiến cho người hâm mộ đứng ngồi không yên. Trong khi mọi người đang hết sức tò mò về dự án mới của Hà Hồ, thì có một anti-fan đã nhảy vào để lại bình luận khiếm nhã về nữ ca sĩ bên dưới bức ảnh. Ngay lập tức, đích thân giọng ca tội lỗi dùng tài khoản cá nhân của mình để đáp lại lời bình luận. Cô viết, mặt em chắc nhiều người ưa, tên chắc ở trong hãng phim của Nhật. Mặc dù bình luận này đã bị xóa ngay sau đó, nhưng đã rất nhiều người thấy được thái độ đanh thép của Hà Hồ khi phản ứng lại lời nhận xét thiếu tôn trọng này. Ngay đến cả Đàm Vĩnh Hưng cũng đăng hẳn một status dài lên trang cá nhân để ủng hộ hành động này của Hà Hồ. Đây không phải lần đầu tiên Hồ Ngọc Hà thẳng thừng đáp trả anti-fan trên trang cá nhân. Bình luận ác ý của anti-fan khiến giọng ca cả một trời thương nhớ không thể ngồi yên. Những câu nói của Hà Hồ khiến anti-fan không thể viết gì thêm. Vừa vào đến Sài Gòn, cuối cùng Bùi Tiến Dũng cũng để lộ bạn gái siêu xinh, nhan sắc khiến Tiến Dũng muốn có người yêu ngay lập tức. Tưởng cả hai anh em đều ế hóa ra, Tiến Dũng lại vượt mặt Tiến Dũng về khoản này.
Nếu như thủ môn Bùi Tiến Dũng được các chị em yêu mến bởi vẻ điển trai nhưng tính cách lại hơi ngây ngô của mình, thì em trai Bùi Tiến Dũng lại được nhận xét có nét trưởng thành hơn cả anh trai. Tuy nhiên, trong khi Bùi Tiến Dũng vẫn chưa có người yêu, thì Bùi Tiến Dũng mới đây lại được phát hiện có người yêu khá xinh đẹp. Hai anh em vô cùng thân thiết, đặc biệt Bùi Tiến Dũng cực kỳ quan tâm đến cậu em trai của mình. Bất kể đi đâu làm gì, đều nghĩ đến em mình đầu tiên. Thế mà em trai lại vượt mặt anh trai khi đã có cô bạn gái khá xinh. Mặc dù rất ít chụp ảnh với nhau, nhưng có thể thấy rằng Tiến Dũng và bạn gái rất được gia đình ủng hộ. Cô gái này cũng từng đi du lịch cùng gia đình Tiến Dũng. Cô gái gọi Tiến Dũng bằng tên thân mật đáng yêu đó là Bánh Cuốn. Trong lúc Tiến Dũng cùng U23 thi đấu tại Trung Quốc cũng âm thầm cổ vũ. Bạn gái Tiến Dũng có vẻ ngoài xinh xắn không kém các hot girl. Được biết bạn gái của Tiến Dũng làm việc tại một viện thẩm mỹ, ngoài ra còn kinh doanh bán đồng hồ. Vừa vào thành phố Hồ Chí Minh, đội tuyển U23 đã nhận luôn thưởng khủng, riêng thầy Park còn có quà bất ngờ. Số tiền thưởng mà các cá nhân và đơn vị trao cho đội tuyển U23 Việt Nam vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Sau lễ mừng công hoành tráng tại Hà Nội, chiều ngày 2 tháng 2, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã bay vào thành phố Hồ Chí Minh để tham gia chương trình giao lưu và vinh danh đội tuyển. Tại đây, đoàn quân U23 Việt Nam tiếp tục được trao tặng những món quà vô cùng giá trị. Không gian trang trọng của buổi lễ, các cầu thủ được mời lên sân khấu trao kỷ niệm chương, hoa tươi và bằng khen. Đội trưởng Xuân Trường thay mặt đồng đội nhận phần thưởng của các cá nhân tổ chức. Ước tính tổng số tiền thưởng lên đến gần 9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đội tuyển U23 Việt Nam còn được trao tặng tấm huy chương bằng vàng thật có đúc ảnh chân dung của từng thành viên, trị giá 3 tỷ đồng. Đặc biệt, để tri ân huấn luyện viên Park Hang-seo, một doanh nghiệp tặng riêng cho thầy chiếc xe hơi giá trị 800 triệu đồng. Ngoài ra, trong buổi giao lưu, các tuyển thủ còn chia sẻ những câu chuyện kỷ niệm trong quá trình tham dự giải vô địch U23 châu Á. Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh được vinh danh. Những khoảnh khắc ngộ nghĩnh của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ mới xa nhau vài ngày, thế nhưng trong ngày gặp lại, tại buổi giao lưu cùng đội tuyển U23 Việt Nam tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, thầy trò huấn luyện viên Park mừng mừng tuổi tuổi. Huấn luyện viên Park Hang-seo và Văn Thanh. Nụ cười hàng hiếm của Công Phượng. Hồng Duy cũng không ngoại lệ. Thầy Park cương quyết, núp sau lưng trò Văn Thanh. Vừa trông thấy thầy Park, Hà Đức Chinh vội chạy đến chào. Hình ảnh đầy cảm động của huấn luyện viên Park Hang-seo khi gặp lão Thành. Dàn sao Việt hào hứng hội ngộ các cầu thủ U23 Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Buổi giao lưu giữa các tuyển thủ U23 Việt Nam và người hâm mộ tại thành phố Hồ Chí Minh có sự xuất hiện của các ngôi sao hàng đầu showbiz Việt. Sau buổi lễ mừng công tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U23 Việt Nam cùng huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục có chương trình giao lưu với người hâm mộ tại thành phố Hồ Chí Minh. Chiều 2 tháng 2, các cầu thủ đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất và có buổi gặp gỡ thân mật với các cơ quan lãnh đạo, cũng như có buổi trò chuyện với người hâm mộ. Ngay từ khi có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm fan nữ của đội tuyển bóng đá Việt Nam đã túc trực để được thấy U23 bằng xương bằng thịt. Đặc biệt, buổi giao lưu còn có sự xuất hiện của Đàm Vĩnh Hưng, Đông Nhi và Hoa hậu Hennie. Là một fan cuồng của bóng đá Việt Nam, trước đó trận đấu bán kết và chung kết giải vô địch châu Á, Đàm Vĩnh Hưng cổ vũ rất nhiệt tình và dành nhiều lời khen ngợi cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Và đêm gala vinh danh U23 Việt Nam diễn ra vào ngày 28 tháng 1 ở sân vận động Mỹ Đình, Đàm Vĩnh Hưng cũng tham gia biểu diễn. Đàm Vĩnh Hưng chụp hình cùng các cầu thủ U23. Đông Nhi cũng tham gia trong sự kiện chào mừng huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển U23 Việt Nam.
Nữ ca sĩ xuất hiện xinh đẹp và giản dị trong chiếc áo thun đỏ, in hình sao vàng cùng quần jean đơn giản. Đông Nhi chụp ảnh cùng Quang Hải. Đông Nhi đã biểu diễn ca khúc Cảm ơn của nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng như một lời cảm ơn chân thành đến những vinh quang mà huấn luyện viên Park và đội tuyển U23 đã mang về cho đất nước. Hoa hậu Hennie cũng có mặt tại buổi giao lưu. Người đẹp diện trang phục khỏe khoắn, năng động, kết hợp giữa quần jean, áo thun đơn giản cùng áo khoác đen cá tính. Hen rất vui khi được gặp gỡ và giao lưu cùng đội tuyển U23 Việt Nam. Niềm tự hào của Việt Nam giúp các em thật nhiều niềm tin, ý chí mạnh mẽ và sẽ mang thật nhiều chiến thắng vinh quang hơn nữa cho tổ quốc trong tương lai. Là người con Việt Nam, Hen rất tự hào về các em. Bản thân Hen cũng sẽ nỗ lực hết mình để chuẩn bị thật tốt khi mang trên mình. Giải xét Việt Nam đến với đấu trường Miss Universe 2018. Hennie chia sẻ cảm xúc sau khi được giao lưu cùng các em tuyển thủ U23 Việt Nam. Đặc biệt, Hoa hậu Hennie và đội trưởng U23 Việt Nam Xuân Trường đều trưởng thành từ vùng đất Tây Nguyên, nên thông qua buổi giao lưu, Hoa hậu Hennie dành nhiều lời động viên đến các bạn trẻ cố gắng vươn lên trong cuộc sống để gặt hái được thành công. Hennie chụp ảnh cùng cầu thủ Quang Hải. Hennie trao quà kỷ niệm cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Ngoài ra, Hoa hậu Hennie còn gặp gỡ Đông Nhi trong dịp này. Mới đây, Mỹ Tâm cũng chính thức xác nhận vào ngày 4 tháng 2 tại Sân Vận động Thống Nhất. Cô dự kiến sẽ biểu diễn bài hát Niềm tin chiến thắng, nhạc phẩm gắn liền với tên tuổi của cô và được đông đảo người hâm mộ yêu thích.